khóc cho đời viện xưa. Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em. Hôm nay em lại lên giới thiệu cho các bác những cực phẩm bên em mới về các bác. Thúy Kiều và Thúy Vân, Sony D3000 và D7000, em Boss này, em dàn mini, loa Boss trả lời, và đặc biệt là về một em siêu đài của thương hiệu Sharp các bác nhá. Em này thì cực kỳ là hiếm, VZV20 rất là khủng luôn các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video và sản phẩm mới nhất nhé. Mã số 1 là em cặp loa trả lời của thương hiệu Boss các bác nhá. Em này về cực kỳ là hiếm và cực kỳ là đẹp luôn. Em nó có mã là Boss 101 VM. Em này là hàng monitor các bác nhá. Monitor là hàng kiểm âm, cực kỳ là hiếm luôn. Như các bác thấy thì Boss 101 MM đó là quá nổi tiếng rồi. Và em dòng VM này là dòng cao cấp hơn các bác nhá. Đấy, về còn rất là đẹp các bác. Đấy, hàng săn nùng. Mark in USA các bác nhá, mark in monitor này. Công suất tối thiểu của em nó là 45W, công suất tối đa là 150W một loa. Nguyên một cặp là 300W các bác nhá. Nhỏ nhưng mà có võ. Em này thì trả lời karaoke hay trả lời nghe nhạc cực kỳ là hay. Hay là mình chơi ở trên sân vườn hay là phòng trà cũng rất là đẳng cấp các bác nhá. Đấy, đấy mở cái căng ra. Vâng, đây căng của em nó đây, còn rất là đẹp luôn. Ê, bên trong là bằng sắt các bác nhá. Đấy, bên ngoài là khung nhựa này. Đấy, logo Boss còn sáng choang này. Đấy, có nhìn thấy không? Đấy, chữ Boss còn rất là đẹp luôn. Đấy, em này hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy, đây, cái căng này đẹp keng luôn, còn như mới nhá. Về có cả giấy tờ đầy đủ này. Đấy, em sẽ khui xem bên trong nội thất của nó. Vâng, đây là cấu hình khi em tháo củ loa các bác nhá. Ui ôi, nó khủng khiếp không? Đấy, cái củ tư này ánh lên 7 màu các bác nhá. Em này thì sản xuất lại 2002 nhá, đời rất là mới luôn. Thằng này monitor như các bác thấy thì monitor nó sẽ có cái sassy 7 màu này, bọc từ này. Các bác liên tưởng đến con 201 AV hoặc 301 AV monitor nhá, thì đều có bọc từ này. Cực kỳ là xịn xò luôn. Mới cáo luôn các bác. Em này thì quá là chất lượng luôn nhá. Đấy, đẹp chưa? Đấy, zin đét luôn. Bên trong này, bên trong của em nó thì vẫn có tủ cản này, bóng đèn các bác nhá. Và con trở nhá. Đấy, bông tiêu âm này. Em này thì cực kỳ là hiếm, đát còn rất là mới nha, 2002 các bác nhìn thấy cái sassy này có mê không? Đấy, cái củ từ nó to bằng bát luôn này, cái củ từ này, đấy, nó to cái bát luôn. Ok, và em ráp vào và test chơm cho các bác nhé. Em test một đoạn từ máy tính các bác nhé. Nếu em là giai nhân, em yêu màu áo trần, thích đời cha. Một lòng thương nhớ mong, tình này luôn thủy chung. Thương những anh hùng. Như các bác thấy thì âm thanh của nó rất là tốt nhá. Đấy, mít sáng chép tanh tách luôn. Đấy, loa toàn giải cực kỳ là hay luôn. Em Boss 101 VM, em này hàng đặc biệt là có mức giá là 3 triệu các bác nhá. Sẽ tặng kèm cho các bác một cặp tụ, ví dụ các bác hát karaoke hay mở nhạc lớn thì mình sẽ lắp tủ cản này và không sợ có bị cháy, và không có sợ là âm ly là cũng có thể đánh được các bác nhé. Nếu mà lắp qua tụ này thì âm ly là cũng có thể đánh được, hoặc là dùng đẩy cũng có thể chơi được hết các bác nhé. Mã số 1, 3 triệu các bác nhé, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành cho các bác là 6 tháng, quá là uy tín luôn. Tiếp tục sang mã số 2. Mã số 2 là em GVC màng gỗ các bác nhé. Em này là dòng S1, chơi các chức năng là CD, USB, kết nối điện thoại, TV, máy tính nhá. Em nói thì có khiển học này, chỉnh phun chức năng, chỉnh bát chép trên điều khiển luôn. Và đặc biệt em nói là có loa toàn giải này. Dòng này em bán rất là nhiều coi nhá. Con này thì về là không có e căng coi nhá. Về bị thất lạc e căng. Em xả các bác giá cực kỳ là tốt, dễ chơi coi nhá. Em này vuông thành sát cạnh này. Các bác có thể chơi tốt trong phòng 20-25m2 ok. Đấy, hôm nay lên xả em này nhá. Em này về bị thất lạc e căng. Loa thì vuông thành sát cạnh, tiếng thì em này thì khỏi bàn rồi, cực kỳ là hay. Đấy, không ê căng thì là cũng có cái hay, tại vì mình có đẹp nhất ở cái loa không, mình sẽ phô ra luôn các bác nhé. Em test một đoạn nhạc CD này,
Loa màng gỗ toàn giải tiếng rất là mềm. Mắt đọc tốt không nha? Mắt đọc rất tốt. Ok, CD ok. Em này thì mức giá thanh lý cho các bác chỉ có 2.800.000. Đấy, kèm điều khiển này. Đấy, tặng kèm một CD, miễn phí ship này, bảo hành cho bác 6 tháng luôn. Cam kết là duy nguyên bản các bác nhá. Đấy, các bác là không quan trọng hình thức thì chơi em này cực kỳ là tốt luôn. 2.800.000 bao ship. Tiếp tục sang số 3. Mã số 3 là một siêu phẩm đến từ thương hiệu Sony coi nhá. Em này quá là quen thuộc rồi. Sony MD7000 phiên bản kỷ niệm 35 năm thành lập hãng Sony coi nhá. Em này thì tuyệt đẹp luôn. Em nó thì sở hữu một loa súp và hai loa toàn giải hai bên. Chơi CD, MD, kết nối điện thoại, TV, máy tính đầy đủ coi nhá. Em này thì cực kỳ là đẳng cấp luôn. Như có thấy thì hai má gỗ này, sơn bóng piano đẹp tuyệt vời coi nhá. Mặt là mặt vàng gold, volume này. Đây em quay một vòng coi nhé. Em này rất là nặng nhá, cân nặng còn lên tới 14-15kg. Đẹp lắm các bác ơi. Em này thì bày biện ở phòng khách hay mua làm quà tặng quà biếu thì rất là ý nghĩa nhá. Đấy, mặt sau này hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 50W coi nhá. Con này nghe tốt, phòng 30m2 ok. Số series là 515 này các bác. Đấy, Mark in Japan này các bác thấy không. Đây là volume chỉnh súp. Em nó có thể làm tín hiệu, xuất tín hiệu ra ngoài như một con CD cao cấp nha các bác nhá. Tại vì em này sở hữu con chip lọc tần số 8 tầng lọc âm các bác nhá. 8 tầng lọc âm. Đường out này, đường in vào này. FM thì hàng nội địa Nhật thì chỉ có 90 thôi các bác nhá. Bắt được 1-2 đài Việt Nam. Rồi, rất là đẹp luôn. Đây, lút nguồn này các bác, mở lút nguồn lên này. Đèn sáng quắc luôn. Đây, tem là tem này. 35 thành lập hãng các bác nhá. Rồi, mở này. Các bác nhớ là nhờ mở thì mở bằng nút phím nhá, không được dùng tay ấn đẩy xuống nhá. Ở bên trong nó thì đặc biệt là có vẻ có khiển zin các nhá. Đấy, chiếc điều khiển zin này để ở bên trong này, rất là gọn gàng, đẳng cấp rồi các bác nhá. Em test nhạc CD này, tiếng của em này thì thôi rất là bén luôn. Qua 8 tư lọc âm và nó cho ra một chất âm rất là thật nhá. Chất âm chân thật. Rồi CD này, em bán rất là nhiều dòng này rồi, khách hàng nhận lại thì cho những cơn mưa lời khen luôn. Các bác thường sử dụng để tín hiệu CD của em này xuất ra ngoài bộ dàn lớn luôn, ok các bác nhé. Bài này mắt đọc rất tốt coi nhá. Lấy phát là ăn ngay.
Đấy, CD ok nhá, em test MD này. MD thì hiện tại em chỉ có nhạc 1975 coi nhá. Đấy, nhạc 1975 này, có cái này. Mắt MD đọc rất là tốt, nhét vào thì nó sẽ tự chuyển sang MD nhá. Đấy. Rồi, mình bỏ like MD đây này các bạn. Hân hạnh giới thiệu chương trình băng nhạc Trường Sơn số 8 Duy Khánh thực. Đấy, lấy phát là ăn ngay. MD coi nhá. Đấy, MD ok này. Mình chuyển sang chế độ Night In là kết lối tín hiệu bên ngoài vào nhá. Rồi, em mới test xong các chức năng cho các bác nhá. Em Sony MD7000 đẹp xuất sắc các nhá. Đấy, khiển zin. Em này thì có mức giá là 8 triệu, đấy, miễn phí ship toàn quốc và bảo hành các bác 6 tháng này, tặng kèm một CD. Ok, quá là đẹp luôn. Tiếp tục sang mã số 4. Vâng, mã số 4 tiếp tục là một siêu phẩm đến từ thương hiệu Sony các bác nhá. Em này là D3000. Đấy, video trước bác nào chưa kịp mua em D3000 thùng nhôm thì nay em lại khui được một em D3000 đẹp xuất sắc các bác nhá. À, em này thì chơi CD, cái lối điện thoại, TV, máy tính nhá. Em nó cũng sở hữu một loa súp và hai loa tuần giải hai bên. Em này thì cực kỳ là giống 7000 và đàn anh nhá. Em thằng này là đàn anh. Em này thì là phiên bản kỷ niệm 25 năm của thằng 7000 là kỷ niệm 30 năm các bác nhá. Em quay một vòng này. Em này cũng rất là đẹp luôn. Hàng tuyển em toàn hàng tuyển các bác nhá. À, các bác nhìn thấy không? Vân gỗ này rất là đẹp luôn này. À, em quay bên này luôn. Vân gỗ đẹp chưa? Bóng bielo coi nhá. Em này sơn bóng bielo bày biện phòng khách hay để phòng làm việc rất là hay. Em này chơi CD hoặc kết nối từ điện thoại, TV, máy tính cũng rất là hay coi nhá. À, mặt sau em nói đây. À, em nói thì tiêu thụ điện là 40W, cũng mang in Japan. Số CD rất là đẹp này, 6268 coi nhá. 6268 và cũng có đường output ra này, input vào này coi nhá. À, lấy tín hiệu như một chiếc CD cao cấp này hoặc là chơi từ máy tính, TV vào đều được nhá. Các bác có thể bày biện ở trong phòng làm việc cũng rất là đẹp nhé. Và em này là sử dụng điện 100V nhé, hàng nội địa Nhật các bác. Đấy, có mặt này, phím nó còn vàng vàng ánh lên luôn nha các bác nhé. Đấy, mặt con 7000 là màu vàng gold, con em này thì màu xám này. Nhưng mà nó sẽ lột rất là lổi cái nút này lên nha các bác nhé. Thì bên trong thì có một chiếc điều khiển zin này các bác nhé. Cũng là có điều khiển zin luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, em tiếp một đoạn nhạc CD có cùng kiểm âm nhé. À, mắt rất là tốt, tất cả đều zin nguyên bản hết. À, bảo hành cho các bác 6 tháng chơi luôn. À, mình chuyển sang chế độ CD này. À, nó hiển thị lên là số bài coi nhé. Bờ này luôn. Bài này. Mặt đọc rất tốt coi nhá. Đấy, CD ok này, cái lối tín hiệu bên ngoài vào này. Em này là phiên bản D3000 coi nhá. Đấy, đẹp xuất sắc. Em này thì có mức giá là 5.2 triệu. Đấy, miễn phí ship toàn quốc và tặng kèm cho các bác một CD các bác nhá. Rồi tục sang mã số 5. Vâng, mã số 5 là một em Boss Wave các bác nhá. Em này là Boss Wave Music tầm 2. Em này thì chơi CD, kết lối điện thoại, TV, máy tính qua đường AUX nhá. Đấy, cấu hình rất là gấu luôn, màu đẹp này. Màu rất là đẹp và màu đen này, dưới là màu ghi. Sở hữu một loa súp trong và hai loa hai bên. Đấy, hai loa hai bên các bác nhá. Và giữa hai dưới lỗ dưới là lỗ thông hơi. Đấy, như các bác thấy thì con Wave Music tầm này đời cao nên cho chất âm cực kỳ là hay
và đặc biệt là cái đèn nét này của nó còn rất là đẹp này. Đa phần thì nó về nó bị lỗi nhưng mà em tuyển hàng là hàng tuyển đẹp và không lỗi lầm thì em mới mua các anh nhá. Đèn còn rất là đẹp luôn này. Đây được in vào các anh nhá, in vào, ao ra. Công suất của em nó là 60W nhé các anh nhá, sử dụng điện 100V. Đây anten này thì FM chỉ 90 thôi các anh nhá. Nhưng mà đặc biệt tiếng của nó trầm rất là sâu, âm thanh mạnh mẽ. CD thì mình cho vào đây các anh nhá. CD ở đây này. AUX là FM, AM thì chỉ đến 90 thôi nhá. Đa phần mình nghe CD. Tiếng bass xuống rất sâu. Như thế thì tiếng bass xuống rất là sâu nhé. Lệch bài này. Lệch bài này. Mắt đọc rất tốt. Em này không kén đĩa các anh nhé. Tiếng của này dòng cao, tiếng rất là phê luôn này. CD OK này, AUX này. Mình nhấn AUX nhé. Cái lôi tín hiệu bên ngoài vào. Rồi, em bót Wave Air Series 2. Có mức giá là 4.500.000 đồng. Tặng một CD miễn phí ship toàn quốc nhé. Các bác nhớ là điện 100-110 nhé. Em này thì cực kỳ là hay rồi. Tiếp tục sang mã số 6. Vâng, mã số 6 là một cực phẩm đến từ thương hiệu Sharp các bác nhé. Em này là Sharp VZV20. Siêu khủng khiếp các bác. Siêu khủng khiếp luôn các bác nhé. Em này thì có cả mâm than này, hay cassette này, FM thì full 108. Có kết nối thiết bị bên ngoài vào. Các bác nhìn thấy rất là gấu luôn. Nhìn thấy không? Hai quả bát 16 này, đỏ tươi luôn các bác nhá. Đấy, loa chép này, bên này cũng vậy này. Đấy, loa bát đỏ rất là hiếm luôn. Đặc biệt là chơi mâm than, cực kỳ là hay luôn các bác nhá. Và em nó sở hữu một size kích thước rất là khủng luôn. Size ngang của em nó là 71 và chiều cao là 40. Cân nặng thì đâu đó em nhớ không cần 15 hay 17 kg các bác nhá. Và có kết nối điện thoại, TV, máy tính vào đầy đủ nhá. Và FM thì full 108. Rất là nặng luôn các bác nhá. Đây, em sẽ quay một vòng trước rồi em sẽ test chất lăng các bác luôn. Em này còn khá là đẹp các bác nhá. Rất là to cao. Mặt sau đây các bác nhìn thấy gấu chưa? Quá là đẳng cấp luôn. Đây đường in vào này. Ao ra nhá. Này học pin này. Học pin cũng còn rất là đẹp luôn này. Đấy. Em này thì rất là đáng chơi và đáng sưu tầm. Cassette mà có mâm than thì cực kỳ là hiếm luôn các bác nhá. Số series là 971 các bác nhá. Hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100V. Công suất tiêu thụ là 27W nhá. FM thì full 108 này. Điện DC là có điện DC 15V coi nhá. Em này thì gấu lắm, siêu nặng luôn. Đấy coi nhìn thấy không? Rất là bệ vệ luôn nhá. Em này nặng. Rồi quay mặt trước này. Rất là gấu luôn. Đấy, test đĩa than trước nhá coi nhá. Đĩa than thì nó sẽ có mặt A và B thì mình sẽ không cần phải đảo, mình chỉ cần A và B là sẽ có hai kim. Mình dùng mặt nào thì mình sẽ bấm vào lúc đó các anh nhá. Đấy, đĩa than đây. Đấy, nó có cả đĩa trắng, đọc ở cả đĩa trắng luôn. Thì các bác lưu ý giúp em là nếu mà dùng đĩa trắng á thì mình sẽ xoay cái này, mình che mất cái đèn đi. Nó là mắt thần đó. Còn đĩa đen thì mình khỏi cần xoay. Ok. Đấy, mình test đĩa than trước các anh nhá. Ấn vào lúc này giúp em này. Đĩa than này, đấy, cassette này, cái lối điện thoại bên ngoài vào này. FM này, AM này, volume các anh nhá. Đây là căn chỉnh này. Rồi ok, chuyển sang mặt A trước coi nhá, mặt A. Đấy. Nó sẽ tự quay này.
Chơi điện than các nhá. Xưa bọn mình ngày anh với tôi như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh đón nhau khi bình minh vỗi tay nhau tàn cảnh nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh nghĩ gì lá xa cành. Đấy, mình nhấc kim lên này, ấn nút này là nhấc kim lên nhá, mình tua vào trong, đấy, nút tua vào trong này nó sẽ đưa kim vào các bạn nhìn này. Đấy, đang đưa kim vào nhá, nó như kiểu mình lách bài á. Rồi, ok. Mình định vị ở đây rồi các bạn nhá. Ấn nút kim xuống giúp em. Tự hát luôn này. Ok cho các bạn nhé, đây là mặt A này, mình chuyển sang mặt B các bạn nhé, ấn vào đây cho em. Đấy, đưa kim vào đây. Rồi, chuyển sang mặt B này, thì nó sẽ hiển thị đèn là mặt B nhé. Ấn Start là cái nó tự chạy luôn này. Âm thanh rất là hay luôn các bạn nhé. Độc lạ hiếm đấy. Cassette mà có băng xin than. Kính dân, quý vị, quý bà đã dành những thương những mến và đã vung quén cho tên tuổi ngày. Rồi em test đĩa than xong rồi các bác nhé. Các bác sẽ bật nhỏ volume xuống này. Mình sẽ test FM đi. FM lớn vào đây giúp em. Bởi vì hiện nay cũng đã có 13 cây cầu khác đã và sắp được xây dựng và FM ok nhá, kết nối cassette này, ấn vào lúc này FM này cassette này, đầu tư còn rất là mới luôn các nhá, đầu tư còn rất là mới luôn này, ok chưa? Để em test cassette này, bật like giúp em nhá, hãy bật like cassette này. Ok này, em tiếp một đoạn nhạc cả Modern Talking qua cùng kiểm âm nhé. Em này chơi nhạc chiến rất là mạnh coi nhé. Con này ngày xưa là rất là gấu luôn đấy, khủng lắm, rất là ít bác có nhé. Ok các bạn nhá. Con này Saab VZV2 có mức giá là 13 triệu. Nếu các bác không lấy cái đĩa than này
Đây em nói bà, 13 triệu coi nhá. 13 triệu nếu các bác không lấy cái đĩa than này thì có mức giá chỉ có 12 triệu thôi. Tại vì cái đĩa than này em mua bên ngoài là hơn 1 triệu các bác nhá. Cái đĩa này là hơn 1 triệu. Mua thì các bác có thể mua rất là nhiều nơi, hoặc các bác là không biết thì cứ liên hệ với em chỉ cho mua cho. Mã số 6 em sáp VZV2 13 triệu coi nhá. Kèm luôn cả đĩa than, không lấy đĩa than thì có mã mức giá chỉ có 12 triệu, miễn phí ship toàn quốc. Và tất nhiên rồi là sẽ tặng cho các bác một băng cassette. Ok, các bác yêu tướng mã 1 đến mã 6 thì liên hệ qua số điện thoại của em 0967874679 hoặc kết bạn Zalo để tư vấn thêm nhé.